được một nhà đây này. Mẹ qua chưa? Thấy mẹ không? Kia tìm ơi, tìm có thấy không? Đâu đâu? Đâu? Bà không biết nữa. Thank you.
Tao đang bơi đua. Đâu có nữ đâu, nam không ạ? À? Ba người ông, ba đàn ông mà. Một tay không à. Ở ba con bơi chỉ tàu ngàm đó. Đúng rồi, con bơi lâu hơn nữa coi. Ba bơi chỉ tàu ngàm là bơi vậy luôn. Ừ. Tại con chế ra thôi chứ bà đâu có biết đâu. Tại con nghĩ như vậy thôi chứ con bà đâu có biết nó bơi cái tàu ngầm sao. Tàu ngầm nó đâu có lượn qua lượn lại đâu, nó gắn động cơ mà. Ai cũng biết sao bơi tàu ngầm là không biết. Hốt cát kia rồi nó quên nó chạ lên mặt đó. Coi chừng rồi con quên là con chạ lên mặt đó. Cho được dính cát phải không? Tụi cát nóng nữa. Không mang dép vào đâu sẽ nóng nữa. Bơi lại coi, bơi lại coi. Lặn lại coi. Bơi kiểu gì? Kiểu nào cũng được. Ờ à, đúng rồi, nổi rồi đó. Mà con bơi bằng cái nó còn hai cái tay con làm gì? Hai cái tay mình quạt luôn nó lẹ hơn. Hai cái tay mình quạt nó lại lẹ hơn. Mất cạn. Mất cạn giống như cá voi vậy. Mình bơi ngang không bơi đi bơi vô bờ. Bơi ngang bơi đi đâu mất cạn đâu. Nó tự nó biết bơi á, anh thấy không? Nó tự nhiên biết bơi à, giống như bà hở mà tự nhiên biết chạy xe đạp. Dạ. Đâu ai đâu, đâu tập nó đâu. Chạy xe đạp mà hai bánh hả? Biết. Ở đâu có? Trong trường á. Con biết chạy xe đạp hai bánh rồi. Tự biết á. Tự xách xe chạy vòng vòng rồi biết. Bơi ngang á, đừng bơi ngang qua đó, đừng có bơi lũi vô bờ hồi mắc cạn. Bơi ngang qua. Đúng rồi đó, giỏi đó. Đúng rồi đó Khang, hai cái tay con quơ mạnh hơn nữa là con bơi được rồi đó. Ừ, cái lâu lâu cái hốc mặt lên thở. Lần đầu tiên con đi xe đạp con có bị té không? Lần đầu tiên lên xe đạp con bị té không? Nó đâu bị té đâu, nó đi quen rồi. Lần đầu tiên con lên là đạp chạy vòng vòng. Ôi vậy là giữ thân bằng hay quá ta. Mà chưa có ai dạy tập con á. Quan trọng là thân bằng. Con bơi vậy được chưa? Được rồi nhưng mà con thiếu hơi. Phải bơi dài hơn nữa. Lâu lâu cái ngóc mặt lên thở. Con bơi ngang á. Lâu lâu mình ngóc mặt lên mình thở, mình khỏi có dừng lại. Ừ.
quay bên đây nè, thấy cảnh này nè. Không cần anh bảo được. Cảnh đó hoài. Cảnh bên đây góc bên đây nãy giờ phải không? Bây giờ đổi cảnh quay bên đây. Quay cho ông nội coi ha. Nội có coi đâu à. Nội đâu có coi mà. Nội đâu có mở đâu. Có cô mà muốn mà ông nội mở coi là nói với ông nội. Nội em nói với bạn nó coi. Lát mình lên mình lấy. Con mà muốn nổi lâu á, cái con bơi một hồi cái con ngóc đầu lên con thở thở xong hít thở xong rồi cái con ngóc xuống bơi tiếp, úp xuống bơi tiếp, bơi ngang rồi bơi lại coi, bơi lại coi, rồi hai cái tay mình quạt mạnh á, mình quạt mạnh nó mới trôi nhanh, nó bơi nhanh được. Ừ đúng rồi. Con bơi hồi con quay tròn tròn rồi đó. Mình bơi thẳng luôn, bơi hồi lũi vô bờ mất cạn nữa giờ. Ta đích mình ta bơi một bơi thẳng rồi này. Ta tới ta chiếm ta cắm cờ còn mình dây còn quần. Quay đầu lại rồi, lộn hướng rồi. Nó xô vô nó kéo xuống hết trơn rồi, không xây ra đâu được.
bơi sâu sâu hay được rồi đó. Bơi thử coi không? Đúng rồi. Bơi thẳng cho quay tròn thôi mà. Bơi bơi quay tròn. Bơi xoay tròn như dập xoay vậy. Có ai biểu quẹo dập xoay đâu. Đi qua dập xoay á, bộ xe hả? Này là cái vịnh nó ít sóng lắm. Dạ. Cái này là cái vịnh ít sóng lắm, ở ngoài kia mấy hòn đảo che chắn hết rồi.